Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những màn khoáng xe đạp chỉ diễn ra trong tích tắc, khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bức xúc. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác, hai đối tượng đi xe máy, một đối tượng bên ngoài cảnh giới, một đối tượng đi thẳng vào nhà, ít giây sau đó dẫn chiếc xe đạp chạy đi mất hút. Toàn bộ hành vi xấu xí của hai kẻ gian đã được camera ghi lại. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021, tại một cửa tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hai thanh niên xuất hiện trên một chiếc xe gắn máy. Một đối tượng ở bên ngoài cảnh giới, một đối tượng mặc áo sơ mi màu bông, quần jean đã đi thẳng vào nhà, sau đó dẫn đến chiếc xe đạp chạy đi mất hút. Người bị mất trộm cho biết, do nghỉ tránh dịch nên cửa tiệm chỉ khép cửa hờ. Thời điểm trên, do mọi người bận việc nấu ăn phía sau nhà nên không hay nhà bị trộm ghé thăm. Đến khi phát hiện mất chiếc xe đạp thì mở camera lên mới phát hiện chiếc xe bị trộm dắt mất. Cũng theo chủ nhà, chiếc xe đạp cũng mới mua gần đây giá 2 triệu đồng. Điều đáng nói là thời điểm này, trong mùa dịch bệnh, đa số người dân đều ở trong nhà để tránh dịch. Nhưng các đối tượng này vẫn liều lĩnh và tận trong nhà dẫn trộm xe giữa ban ngày. Sau khi bị mất trộm, gia chủ đã đến công an trình báo và cung cấp đoạn camera này cho công an. Vụ việc này lần nữa nhắc nhở người dân cần tăng cường trông giữ tài sản, khóa cửa nhà khi không có người ở phía trước trông coi để tránh bị mất trộm tương tự. Rất nhiều người có thói quen khóa xe của mình vào thân cây để đề phòng trộm cắp. Thế nhưng cách này có vẻ không ổn chút nào. Đoạn clip sau đây chính là một bằng chứng để khẳng định điều đó. Chiếc xe đạp được khóa vào thân cây bên đường nhưng vẫn rơi vào tầm ngắm của một gã đàn ông xấu bụng. Dường như đã có kế hoạch trộm cắp từ trước nên tên đạo trích đã chuẩn bị sẵn một cái cưa, sẵn sàng cưa đổ cả một cây xanh ven đường để lấy cho được chiếc xe. Trong lúc cưa, thấy có người đi qua, hắn lại nhanh chóng bỏ chiếc cưa xuống và chạy ra xe của mình ngồi, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chốc lát, thân cây đổ gục và tên trộm thản nhiên nhấc chiếc xe đạp mang đi. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đoạn clip chừng một phút đã được cộng đồng mạng chia sẻ, truyền nhau kèm theo những lời bình luận gay gắt. Tại sao anh ta phải làm việc đó chứ? Anh ta có thể mượn một cái để dùng, tại sao phải đi ăn cắp của người khác? Đó là một cái cây, nó được trồng ven đường để cho bóng mát, để phủ xanh thành phố, để cung cấp oxy cho con người, để cải thiện chất lượng sống. Vậy mà hắn thẳng tay cưa đổ nó để đạt được mục đích ăn cắp xấu xa. Cả hai tội này đều cần phải xử lý mạnh tay để hắn ý thức được hành vi sai trái của mình. Dường như kế hoạch ban đầu của anh ta là cưa đổ cái cây, sau đó mới nảy lòng tham lấy cái xe đi thì phải. Thôi thì mọi người chú ý nhé, đừng có khóa xe vào thân cây, không an toàn đâu. Đúng là chẳng mấy ai có thể ngờ một tên trộm có thể sẵn sàng cưa đổ một cây xanh ven đường chỉ để lấy cắp một cái xe đạp. Hy vọng rằng sau khi xem clip này, mỗi người trong chúng ta sẽ nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân trước những tên đạo trích bất lương. Ở đời đúng là chẳng thể đoán được chữ ngờ, việc gì cũng có thể xảy ra. Thấy khu vực để xe không người trông coi, một nam thanh niên đã thản nhiên dắt trộm đi chiếc xe đạp điện rồi tẩu thoát. Hành vi khoáng đổ nhanh gọn, tinh vi của anh ta khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc. Được biết sự việc xảy ra vào tối ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại 141 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, xuất hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy dừng dưới lòng đường. Thấy khu vực để xe không có người trông coi, tên ngồi sau tiến tới dắt trộm đi chiếc xe đạp điện rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng 15 giây và đã được camera giám sát ngay gần đó ghi lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ nhân của chiếc xe đã đăng tải đoạn clip lên mạng để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ sớm tìm lại tài sản bị mất.
Từ vụ việc trên cho thấy, kẻ gian thường hành nghề ở các đoạn đường vắng vẻ hoặc những nơi không có ai trông coi. Chính vì vậy, mỗi người dân nên tăng cường phòng ngừa, cảnh giác, chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản, đồng thời phát hiện tố giác và phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt tội phạm nếu xảy ra các vụ trộm cắp tương tự. Và mua bịch bánh canh cua giá 50.000 đồng, thanh niên tiện tay trộm luôn chiếc xe đạp điện trị giá hơn chục củ của chủ quán rồi chạy mất. Đúng là khôn như anh thì quê em đầy. Theo đó, vụ việc xảy ra tại quán bánh canh cua trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chị T, chủ quán cho biết, hơn 18 giờ ngày 15 tháng 8, trời đổ mưa. Lúc này, có nam thanh niên đi bộ đến quán mua bánh canh. Cùng thời điểm này, một số khách vào mua. Sau khi tính tiền, nam thanh niên đi ra phía ngoài, lấy trộm chiếc xe đạp điện của chị T rồi chạy mất. Phát hiện vụ việc, chị T xem lại camera an ninh, nghi nam thanh niên có đồng bọn cùng gian cảnh mua đồ để trộm xe. Chị T nói, nam thanh niên lúc rời đi có ra hiệu nói gì đó với người đàn ông đang đứng chờ. Khi thanh niên lấy được xe, người đó cũng bỏ đi mà không mua bánh canh. Theo chị T, chiếc xe đạp điện chị mua được khoảng 1 năm, giá hơn 12 triệu đồng. Sau khi bị trộm xe, chị T gọi báo cho người có chức trách địa phương, chưa đến công an trình báo bằng văn bản. Có thể thấy, thủ đoạn của kẻ gian không mới nhưng vẫn thực hiện được hành vi phạm tội một cách trót lọt. Bởi lẽ người bán hàng đôi khi chủ quan lơ là mất cảnh giác nên các đối tượng có nhiều điều kiện thuận lợi để ra tay. Do đó, các chủ quán cần cảnh giác cao độ trước các đối tượng và mua hàng có biểu hiện nghi vấn để đề phòng bị trộm cắp tài sản. Dù chở theo trẻ con trên xe, đôi nam nữ vẫn thản nhiên dắt trộm đi trên xe đạp điện để trước cửa nhà một hộ dân. Nhiều người lo sợ hành vi không mấy đẹp đẽ này sẽ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của em nhỏ theo cùng. Trích xuất camera an ninh cho thấy, vụ trộm cắp xảy ra vào 21 giờ 24 phút ngày 16 tháng 9 năm 2017 trước một cửa nhà dân trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và thời điểm trên, xuất hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy đeo theo trẻ nhỏ lưu thông trên đường. Thấy chiếc xe đạp điện dựng trước cửa một nhà dân, hai đối tượng lập tức dừng xe cách đó khoảng 10 mét. Người phụ nữ bước xuống khỏi xe, tiến tới dắt trộm đi chiếc xe đạp điện rồi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera giám sát ghi lại. Để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp xe đạp, xe máy, cơ quan công an khuyến cáo người dân gắn thiết bị chống trộm, định vị trên xe đối với phương tiện giá trị cao để phòng ngừa mất trộm cũng như hỗ trợ tích cực cho việc điều tra khi bị mất tài sản. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời truy bắt, nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Còn các bạn nghĩ sao về các màn trộm cắp xe đạp nhanh như chớp này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.